Thưa quý vị, theo dự kiến sáng 31 tháng 5 năm 2023, tòa nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với ông Trần Hùng, cựu tổ trưởng tổ 304 nay là tổ 1444 thuộc Tổng cục quản lý thị trường cùng 35 bị cáo khác trong vụ án liên quan đến đường dây sản xuất sách giáo khoa giả có quy mô cực lớn. Tuy nhiên do phát sinh một số tình tiết mới, hội đồng xét xử quyết định dời ngày xét xử sang ngày 30 tháng 6. Vụ án này, ông Trần Hùng bị truy tố tội nhận hối lộ, theo quy định tại điểm C khoảng 2, điều 354 Bộ Luật Hình Sự, với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù. 35 bị cáo còn lại bị truy tố về một trong ba tội sản xuất, buôn bán hàng giả hoặc môi giới hối lộ, hoặc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong số này có các bị cáo, Cao Thị Minh Thuận, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hàng sản xuất và thương mại Phú Hương Phát, Nguyễn Mạnh Hà, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần In và Văn hóa Truyền thông Hà Nội, Nguyễn Duy Hải là lao động tự do. Trước đó, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, phiên tòa dự kiến kéo dài trong 7 ngày, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Ngồi ghế chủ tọa là thẩm phán Mai Văn Quang, ba kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, được phân công giữ quyền kiểm sát xét xử. Khoảng 40 luật sư tham gia bảo chữa cho các bị cáo, trong đó ông Trần Hùng có 5 luật sư. Gần 20 cá nhân được tòa án triệu tập với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hoặc người tham gia tố tụng khác. Đây là vụ án nhận được sự quan tâm của dư luận bởi ông Trần Hùng từng được biết đến là một cán bộ có nhiều phát ngôn mạnh mẽ trong lĩnh vực quản lý thị trường. Vụ án từng nhiều lần được cả tòa án và viện kiểm sát trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Theo cáo trạng, năm 2020, công ty Phú Hương Phát bị đội quản lý thị trường số 17 kiểm tra, thu hơn 27.300 quỹ sách giáo khoa do không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Giám đốc Phú Hương Phát là bà Cao Thị Minh Thuận biết ông Trần Hùng là người trực tiếp chỉ đạo việc kiểm tra, nên liên hệ đề nghị giúp đỡ để chỉ xử lý nhẹ. Tháng 7 năm 2020, bà Cao Thị Minh Thuận cử bị can Nguyễn Duy Hải gặp và đưa ông Trần Hùng 300 triệu đồng để được giúp đỡ. Theo Viện Kiểm sát, ông Trần Hùng sau đó chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện giúp đỡ bà Thuận, theo hướng xử lý hành chính vụ buôn sách lậu. Quá trình điều tra, bị cáo Hải nhận tội, trong khi đó ông Hùng không thừa nhận hành vi. Những diễn biến mới liên quan đến vụ án sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và trên kênh youtube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón xem!